Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi nhập khẩu đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản ạ. Đó chính là Toyota. Đây chính là chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXL 2.7 lít ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 420 triệu đồng quý vị các bạn nhé. 1 tỷ 420 triệu đồng cho chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado 2014 này ạ quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này là màu xanh bộ đội quý vị bạn ạ. Màu xanh bộ đội này là cực đẹp, cực độc và cực lạ và hot quý vị bạn nhé. Rất hiếm trên thị trường. Trên thị trường hiện nay là đang chỉ có riêng về xe cũ nhé, chỉ có chiếc xe này là màu xanh bộ đội thôi quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 420 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70%. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado TXL 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và để đón nhận những chương trình ưu đãi của kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những chiếc xe, những sản phẩm mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado 2014 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Vâng, ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado TXL 2014 này quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Về cái phần ngoại thất thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, đây là cái phần nước sơn của chiếc xe đấy. Nước sơn zin nguyên bản của chiếc xe còn rất nhiều quý vị và các bạn nhé. Cho nên là nhìn nó rất là bóng, rất là đẹp đây quý vị và các bạn ạ. Và cái nền nó rất là phẳng đây quý vị và các bạn ạ. Tôi cho quý vị và các bạn xem một cái góc nghiêng. Đấy, nhìn cái nước sơn là quý vị và các bạn nhìn là cái góc nghiêng này mới thấy được là cái nền nó còn đẹp hay không, đã sơn nhiều chưa. Đấy, đây là cái phần nước sơn quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn xem về cái phần nước sơn đây này, đây là cái phần nước sơn sườn nhá. Còn nguyên bản cho nên là nó còn rất là đẹp, rất là phẳng như này này. Cái nền này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp. Và đây là cái nước sơn của nắp capo quý vị và các bạn nhé. Đấy, nước sơn của nắp capo này cũng còn nguyên bản đây này. Và cái màu xanh bộ đội này nó là cái màu xanh rất là đẹp và rất là độc lạ quý vị và các bạn nhé. Ở những cái năm 2014 vừa mới ra cái màu xanh này là rất là hot đấy quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Đây là cái phần mặt ca lăng cũng như là cái phần ba đờ sốc trước của chiếc xe. Quý vị và các bạn xem về cái phần bên ngoài, nó còn rất là đẹp, rất là in, rất là khít đây quý vị và các bạn ạ. Từ những cái mép khe hở từ capo cho đến tai, rồi từ tai đến ba đờ sốc còn rất là đều, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Cụm đèn pha cũng còn rất là mới, rất là bóng đây quý vị và các bạn nhé. Cụm đèn pha này là xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này. Đấy, rất là đẹp. Cụm đèn pha còn rất là mới ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đây là cái cụm đèn pha. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm, xe cũng đã được trang bị đầy đủ rồi, cả đèn pha, đèn gầm, đèn led ban ngày. Đấy. Từ những cái phần mặt ca lăng được trang bị những cái phần chrome này và những cái logo này cũng còn đang rất là mới, rất là sáng quý vị và các bạn ạ.
Chiếc xe này thì chủ xe đi rất là giữ gìn, và thứ nhất là giữ gìn, cái thứ hai nữa là quý vị các bạn xem xe thì cũng đã biết rồi, là chiếc xe này gần như là toàn để trong gara, không phải để ngoài trời, cho nên là những cái phần chrome này rồi những cái phần đèn này nó mới mới nó mới sáng được như này quý vị bạn ạ. Những chiếc xe mà để ở bên ngoài trời hoặc là chịu mưa nắng nhiều thì những cái này nó sẽ xỉn, nó ố, đánh không hết được quý vị bạn ạ. Đấy, đấy là cái phần về chiếc xe này nhé. Xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đây quý vị bạn ạ, xi nhan trên gương. Hôm nay tôi quay ngoài trời nó đang rất là nắng cho nên nhìn cái xi nhan này nó không được rõ lắm quý vị bạn ạ. Chỉ cơ bản là nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Và xe cũng đã được trang bị đầy đủ cả từ những cái tem sườn. Tem sườn này cũng đã có hết rồi quý vị bạn nhé. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu cũng còn rất là mới và còn nguyên bản ạ, chưa có bị xước sát gì cả. Còn nguyên bản và còn rất là mới đấy ạ, rất là sáng, rất là trong. Đấy, từ những cái phần chữ, chữ này là chủ xe cũng đã bắn bảo vệ, như vừa rồi là chúng tôi về là chúng tôi bỏ hết ra những cái này ra. Đấy, những cái này là bắn bảo vệ đây nhá, chúng tôi tháo hết ra. Đấy, cửa kính sau và đồ, nó có những cái cửa này để lấy đồ ở phía sau đây quý vị bạn này. Rất là tiện lợi nhá. Đấy, đây là cái phần cửa kính sau. Cụm đèn đây ạ, cụm đèn hậu bên này này cũng rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, Land Cruiser Prado phiên bản này. Phiên bản này là phiên bản là Land Cruiser Prado quý vị các bạn nhé. Phiên bản TXL. Đấy, máy xăng 2.7 lít quý vị các bạn ạ. Và nhìn đằng sau này thì quý vị các bạn thấy được luôn là xe cũng đã được trang bị là camera lùi này. Camera lùi nguyên bản theo xe đấy, cảm biến lùi cũng nguyên bản theo xe luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, về cái phần ngoại thất này còn rất là mới, rất là đẹp. Được trang bị cả đèn phanh trên cao đây quý vị bạn ạ. Đèn phanh trên cao ở trên cái đuôi gió này. Đấy, đây là cái đèn phanh trên cao nhé. Nhìn về cái phần hông xe này, rất là đẹp. Nước sơn còn nguyên bản và tem sườn còn nguyên cơ. Đấy, tem sườn cũng còn nguyên. Và đặc biệt là chủ xe cũng đã vừa mới thay lên cả một cái dàn lốp Michelin này, rất là mới, rất là dày quý vị bạn nhé. Đấy, cả một cái dàn lốp này rất là mới đây này. Dàn lốp Michelin mới tinh, còn rất là dày. Date là 2020 quý vị bạn nhé. Đấy, cả dàn luôn. Và nhìn ở trong những cái lòng dè này còn rất là mới này quý vị bạn ạ. Đấy, rất là mới luôn nhé. Bậc cửa này đấy, còn đầy đủ hết cả luôn, còn rất là đẹp. Dàn lốp rất là dày luôn quý vị các bạn ạ. Dàn lốp vừa mới thay từ năm 2020, date là 2020 luôn. Không biết chủ xe thay năm 2021 hay là năm 2020, nhưng date lốp là 2020 luôn quý vị bạn nhé. Rất là đẹp, những cái lòng dè này còn rất là mới luôn đây này. Dàn lốp rất là đẹp luôn, vừa mới thay cả dàn luôn quý vị bạn nhé. Riêng mỗi lốp sơ cua là còn nguyên thôi ạ, còn lại là đã thay. Lốp sơ cua còn nguyên bản của xe. Đấy, đây là cái lốp sơ cua còn nguyên bản của xe đây quý vị bạn này. Đấy. Và rất nhiều quý vị và các bạn xem video của tôi là yêu cầu là quay gầm xe quý vị bạn nhé. Thưa với quý vị bạn, có những chiếc xe mà cao như chiếc xe Prado này thì chúng tôi có thể quay được gầm luôn quý vị bạn này. Nhưng những chiếc xe sedan thì chịu, không thể thay quay được gầm vì là nó gầm nó rất là thấp. Đấy, gầm rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Một chiếc xe 2014 mà gầm rất là đẹp đây này. Quý vị các bạn thấy toàn bộ này, cái gầm này là gần như còn mới này. Đấy, quý vị các bạn có nhìn rõ không ạ? Còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Tại sao nó còn mới, còn đẹp như thế này? Thì quý vị các bạn biết đấy ạ, những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội, đăng ký ở Hà Nội, chạy ở Hà Nội thì bao giờ những cái gầm này nó rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đẹp hơn so với những chiếc xe mà đăng ký ở tỉnh, nhất là những cái vùng núi hoặc là vùng biển là đều rất là hại gầm quý vị bạn nhé. Còn chiếc xe này chạy ở Hà Nội, nếu như chạy ở Hà Nội mà với cái xe gầm cao như thế này thì là cái gầm nó rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Vì là cao như thế này thì chạy ở Hà Nội thì chẳng làm cái gì cả, vì đường Hà Nội rất là bằng phẳng. Đấy, cái gầm rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Tôi quay chi tiết chiếc này cho quý vị các bạn cùng xem đấy nhé. Cả gầm luôn đều rất là mới, rất là đẹp này. Đây là cái phần gầm của xe nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe sản xuất năm 2014 sau 7 năm sử dụng rồi quý vị bạn ạ, mà còn mới còn đẹp như thế này đây ạ.
về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Đây là cái tắp bi cửa phía trước này, cánh cửa trước bên lái, keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Đó, đây là cái phần keo chỉ này. Keo chỉ chúng tôi cam kết là còn nguyên bản, chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, còn rất là đẹp luôn nhé. Keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Từ keo chỉ cho đến những cái ốc bản lề cánh cửa này là còn đều còn nguyên hết đây quý vị bạn này. Bên ngoài nó còn đẹp như thế vậy thì bên trong nó còn nguyên là cái điều chắc chắn rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, táp bi cửa này. Táp bi cửa cũng rất là mới này. Đấy. Xe cũng đã được trang bị là gương chiếu hậu gập điện. Đây là cái cụm điều chỉnh gương chiếu hậu đây này. Gương chiếu hậu gập điện luôn quý vị bạn nhé. Và bộ ghế da cao cấp nguyên bản theo xe này. Được trang bị là ghế chỉnh điện rồi quý vị bạn nhé. Đấy, ghế chỉnh điện. Vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển này. Và tất cả là nó còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp này. Từ đây là những cái phần trần của xe này. Ghế nguyên bản theo xe này. Đó. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Chiếc xe được sản xuất năm 2014 này. Sản xuất tại Nhật Bản này. Đấy, và đây là cái số khung này cũng như là về dung tích của động cơ là 2.7 lít này. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa sau này, này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chưa cái ốc nào tháo ra cả, còn nguyên bản hết luôn đấy. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái quý vị bạn nhé. Táp bi cũng rất là mới này. Cái nỉ, phần nỉ này là còn nguyên bản theo xe này. Chưa phải làm lại này. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản này. Ốc bản lề nguyên bản luôn, nội thất rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado 7 chỗ này cũng đã được trang bị là điều hòa 3 vùng độc lập. Đấy, cả dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. 3 vùng độc lập nhé, đằng trước là 2 vùng, đằng sau là vùng là 3 vùng độc lập này. Ghế da nguyên bản theo xe này. Còn nguyên, cả còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy. Và trần cũng rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe nhé. Đấy. Chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado phiên bản này 7 chỗ nhưng ngồi rất là rộng quý vị và bạn ạ. Hàng ghế giữa này rất là thoải mái này. Và được trang bị cả cái cổng sạc 12V và cửa giờ điều chỉnh cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đây là một cái vùng điều hòa ở hàng ghế giữa quý vị và bạn nhé. Đó. Đằng trước đây tôi sẽ bật cái chìa khóa này lên cho quý vị bạn cùng xem. Tôi nổ máy luôn cho quý vị bạn cùng xem. Đấy. Phiên bản này là Prado này là được trang bị là hai cầu nhé. Và đây là cái chế độ chống trơn trượt này. Rồi cảm biến lùi. Cảm biến lùi là xe nguyên bản theo xe đấy ạ. Đấy, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển này. Đồng hồ công tơ mét là 8.8 vạn quý vị các bạn nhé. Đấy, đồng hồ là 8.8 vạn này. Được trang bị là đầu DVD này, màn hình này, camera lùi này, điều hòa 3 vùng độc lập, phía trên này là 2 vùng độc lập này, ở sau ở giữa là một vùng nữa. Cầu điện quý vị các bạn nhé. Cài cầu điện rồi, hai cầu đi rất là thích. Đấy. Đây những cái phần nhựa này. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, có cả những cái phần gương chiếu hậu cho hàng ghế ngồi phía sau này. Lái xe có thể nhìn được toàn bộ, quan sát toàn bộ xe qua cái gương chiếu hậu này. Phần nhựa rất là đẹp. Túi khí được trang bị là quanh xe quý vị cả nhé. Đây đằng trước này, túi khí đằng trước này, túi khí đằng sau này. Đó. Đằng sau cũng có túi khí luôn. Đấy, nội thất rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Được kết hợp giữa những cái thiết kế này, được kết hợp với những cái vân gỗ đây quý vị bạn nhé. Rất là sang trọng này. Vô lăng, cần số là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Chưa có phải thay, chưa có phải sửa một cái gì cả.
chân cắm USB này. Và đây là còn toàn bộ về những cái phần đồ. Cái hộp này nó cũng có cả lạnh đây quý vị bạn nhé, có cả lạnh ở trong luôn đấy. Đấy, nó có cả cái quạt gió điều hòa ở trong cái hộp này để cho nó chứa một ít đồ lạnh, gọi là hộp lạnh đấy, nó lấy gió từ cửa gió điều hòa thôi ạ. Tạm thời thì tôi lại tắt cái máy này đi, tôi sẽ quay giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn. Đấy, toàn bộ những cái phần nhựa này còn rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đây là cái cửa sau hay còn gọi là cốp sau quý vị bạn nhé. Cốp sau này keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, còn nguyên bản hết đấy. Điều này chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ phía sau. Ốc bản lề cốp sau đây cũng còn nguyên hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, ốc bản lề cốp sau, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết ạ. Toàn bộ ở bên trong này là những cái đồ dùng phụ tùng đồ nhà nhé. Đấy, nội thất này đằng sau này rất là đẹp. Hàng ghế sau này còn chưa sử dụng đến quý vị bạn ạ. Nếu lật cái hàng ghế sau lên còn rất là mới cơ, vì những chiếc xe 7 chỗ thì gần như là không hay ngồi ở cái hàng ghế sau cùng này. Đấy, nội thất này từ những cái phần trần này, phần nhựa này đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, những cái phần nhựa này đều rất là mới này. Đấy, đây là cái này, là những cái này nó rất bẩn thôi này. Đây là bẩn, còn đây là nhựa rất là mới. Đấy, tất cả những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này đều rất là mới, rất là sạch quý vị bạn ạ. Tiếp theo thì mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên phụ nhé. Đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Táp bi rất là mới này, rất là sạch sẽ này. Đó. Keo chỉ nguyên bản này. Đây là cái phần keo chỉ còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, nội thất rất là đẹp. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản. Đấy, đây là cái phần hàng ghế sau. Hàng ghế sau đều rất mới, rất là đẹp. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ ra cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cũng còn nguyên. Và ghế bên phụ này cũng đã được trang bị là cả ghế điện rồi quý vị bạn này. Về ngoại thất thì rất là đẹp và nội thất thì rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần quan trọng nhất của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đó chính là cái phần động cơ của chiếc xe. Đây là cái phần động cơ. Xe cũng đã được trang bị là khối động cơ xăng 2.7 lít quý vị bạn nhé. Động cơ VVTi đây quý vị bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Chúng tôi cam kết cái động cơ này còn nguyên bản ạ. Chưa bị tai nạn hay là chưa có bị ngập nước thì cả. Tất cả những con ốc ở trong cái phần động cơ này là còn nguyên bản hết. Đấy. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, một cái động cơ sau 7 năm sử dụng với hơn 8 vạn km nó còn mới còn đẹp như này đấy. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Chưa có phải làm lại bất cứ một cái gì ở trong cái khoang động cơ này quý vị các bạn nhé. Đấy, từ động cơ cho đến những cái phần, tất cả những con ốc này là còn nguyên bản hết này. Duy nhất chỉ có mỗi cái ắc quy này là thay rồi thôi ạ. Ắc quy thì cũng đã thay rồi, còn lại là còn nguyên bản hết. Rất
rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Tất cả những cái đường ống điều hòa cho đến những cái phần đường dây điện, đường ống nước đều mới, còn đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và đây là cái phần ốc cabo quý vị bạn nhé. Ốc cabo là còn nguyên bản đây này, chưa có tháo ra tí nào nhé, còn nguyên, chưa có vết tháo. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Keo chỉ cabo còn nguyên. Cái cabo này là còn nguyên bản này, chưa tháo. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc cabo cũng còn nguyên này. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và xem xe thì quý vị và các bạn cũng biết rồi nhá, xem xe ô tô mua, đặc biệt là mua chiếc xe cũ là chúng ta phải xem đầu xem đuôi kỹ hơn. Đây là cái phần đầu. Riêng về cái phần đầu của chiếc xe thì những chiếc xe Toyota thì bao giờ người ta thiết kế cũng rất là đơn giản quý vị và bạn ạ, cho nên là nhìn cái phần đầu rất là thoáng, chúng ta có thể nhìn thấu vào bên trong luôn ạ. Nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm hay là phải sửa chữa hay phải thay thế phụ tùng rồi, chúng ta có thể nhìn thấy ngay luôn quý vị và bạn. Rất là thoáng này. Nhưng chiếc xe này là tất cả những con ốc này nó còn nguyên ạ. Còn nguyên, thế là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Về chất lượng của chiếc xe thì quý vị bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này. Chúng tôi cam kết, có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị bạn. Thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản ạ. An ninh, pháp lý, giấy tờ các thứ rất là ok. Quý vị bạn có thể sang tên bất cứ lúc nào ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TXL 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để được đón nhận những chương trình ưu đãi mới nhất của kênh ô tô 360 chúng tôi, cũng như là để được đón nhận những chiếc xe, những sản phẩm mới nhất mà chúng tôi mua được, chúng tôi update lên trên kênh ô tô 360 này. Thì quý vị và các bạn đăng ký kênh thì quý vị và các bạn đã được nhận thông báo những chiếc xe mà chúng tôi đang bán quý vị và nhé. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.